Thưa quý vị, cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng đã và đang nỗ lực cùng thành phố trên lộ trình chuyển đổi số, góp sức cùng thành phố phát triển kinh tế số. Từ việc nghiên cứu tìm tòi quy trình chuyển đổi số phù hợp với năng lực tài chính, đặc thù hoạt động của đơn vị, các doanh nghiệp Đà Nẵng từng bước đưa vào và sử dụng những phần mềm ứng dụng trong quản lý, điều hành nhân sự, phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, theo khảo sát của Sở Thông tin và Truyền thông, chỉ có chưa đến 10% doanh nghiệp đã từng bước xây dựng kế hoạch trong ngắn và dài hạn để chuyển đổi số. Con số này cho thấy hạn chế rất lớn, đòi hỏi những giải pháp để sớm cải thiện năng lực chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Phóng sự được thực hiện nhân ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10. Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chỉ trong vòng 3 năm qua, công ty này đã đầu tư khoảng hơn 7 tỷ đồng để xây dựng các phần mềm ứng dụng trong quản lý điều hành, phát triển thương hiệu, mở rộng mạng lưới kinh doanh. Sau cái Covid thì cái sức mua, cái sức tiêu dùng của người dân nó cũng bị chững lại. Nhưng mà doanh nghiệp thì cũng phải tìm cách để thích ứng với cái xu thế, cái thị trường. Ngoài ra thì ở bản thân của ban chấp hành hội doanh nhân trẻ cũng có tổ thường xuyên tổ chức đào tạo cho các lãnh đạo doanh nghiệp về cái chuyển đổi số và cái thích ứng với cái môi trường kinh doanh mới. Trong khi các chủ doanh nghiệp khác đang loay hoay với bài toán tiếp cận khách hàng như thế nào để hiệu quả trong bối cảnh mà đơn hàng đang ngày càng suy giảm, thì công ty này đã áp dụng giải pháp chuyển đổi số để nâng cao mức độ tiếp cận thị trường. Khi mà các bạn đi ra ngoài, các bạn tương tác khách hàng, các bạn vẫn có thể nhận những cái cuộc điện thoại từ hotline, hoặc là các bạn vẫn có thể là gọi điện tư vấn cho khách hàng thông qua cái điện thoại smartphone thông minh. Cái số lượng khách hàng khi mà các bạn kinh doanh đem về là tăng vọt so với cả các năm trước. Theo giới chuyên gia, việc tiếp cận chuyển đổi số không chỉ là công cụ mà còn là một hướng kinh doanh mới, sẽ giúp nhiều doanh nghiệp có thể tái sinh, phục hồi hiệu quả. Hiện tại thì cái việc chuyển đổi số là một việc gần như là bắt buộc. Tức là khi mà tất cả thế giới xung quanh người ta có công cụ tốt, người ta có ứng dụng công nghệ thông tin tốt, người ta hoạt động doanh nghiệp hoàn toàn là online được. Mà một số doanh nghiệp mà vẫn quản lý tất cả mọi thứ bằng giấy tờ, bằng Excel chẳng hạn, thì là rõ ràng là những ông đấy là dần dần là sẽ bị loại bỏ, sẽ dần dần sẽ bị bật ra khỏi cái thị trường kinh doanh, chứ không phải đơn giản chỉ là cái cơ hội, không phải đơn giản chỉ là cái cơ hội để mà ông phát triển hơn người khác nữa, mà rõ ràng là đây là một cái vấn đề sống còn. Thực tế, nhiều doanh nghiệp chọn chuyển đổi số như là cách thức để tăng trưởng và phát triển bền vững trong dài hạn, thì phần đông các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho chuyển đổi số. Hiện Đà Nẵng đã có khoảng 2.500 doanh nghiệp chuyển đổi số, tương ứng gần 10% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại thành phố. Rất nhiều cái khó khăn liên quan đến về tài chính hay là về tư vấn hay là về việc đào tạo cho cán bộ nhân viên, hay là những cái khó khăn về việc lựa chọn giải pháp, hay là khó khăn về những cái việc mà thói quen của người lao động vân. Ở cái vai trò là một cái hội với hơn 500 cái hội viên trong cái quá trình chuyển đổi số, thường xuyên là chúng tôi tổ chức những cái xúc tiến liên quan tới cái việc chia sẻ những cái kinh nghiệm chuyển đổi số của doanh nghiệp. Chúng tôi tổ chức những cái seminar, những cái hội thảo về các cái cách thức để chúng tôi thực hiện cái chuyển đổi số thành công trong doanh nghiệp. Chúng tôi đưa ra những cái chính sách của những cái doanh nghiệp công nghệ thông tin triển khai những cái hệ thống về chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Những cái cơ chế, những cái ưu đãi thì chúng tôi cũng luôn tạo điều kiện để những doanh nghiệp tiếp cận. Việc nhận thức chung được một số xu hướng công nghệ trên thế giới, tiềm năng của chúng, hiểu được thực trạng, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số sẽ giúp mỗi doanh nghiệp xây dựng chiến lược phù hợp của riêng mình, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của công ty.